những đêm khuya có anh đưa về sớm nhau xa để anh thèm, có anh đưa em về bên khi chốn mang duyên kiếp gầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng chân trên của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần thank you.
Thank you quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là một nhạc phẩm mà Đạo Nguyên rất là thích. Từ khi mà trở thành ca sĩ thì Đạo Nguyên đã đi thi bài này. Và Đạo Nguyên muốn gửi đến cho quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên đề Xót Xa. Xin quý vị thưởng thức xa. Chú rất là yêu mến trong cái tình chú cháu, cháu.
hôm nay bắt buộc là phải song ca với cháu. Thế nên những quý vị cùng tôi chào đón nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Chú phải ra là lý do này. Dạ. Thưa quý vị. Vâng, xin gửi lời chào tới quý vị. Đây là cái thiên chức làm mẹ. Chúc mừng Mai Thiên Vân có bầu 5 tháng con gái đầu lòng. Tại vì thế này, chú không ra để giới thiệu, để xin phép thay mặt quý vị khán thính giả và anh chị em nghệ sĩ chúc mừng Mai Thiên Vân. Thì cô ấy hát với cháu, cô cứ phải nghiêng nghiêng che cái bụng, cháu biết không? Em níu lấy cành dâu che dấu.